Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh quan hệ với Trung Quốc. Dân biểu Scalis chỉ trích bà Harris trốn tránh khủng hoảng. Giám đốc CNN thừa nhận, trọng tâm của chúng tôi là đẩy ông Trump rời tòa Bạch ốc. Phái đoàn Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc thông báo tập trận tên lửa. 129 công chức Hồng Kông từ chối trung thành với chính phủ. Hơn cả mối đe dọa, Trung Quốc thu thập DNA của người Mỹ. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 15 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu mục điểm tin sáng ngày hôm nay, như thường lệ kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, Cổng thông tin Bộ Quốc phòng cho biết vào ngày 14 tháng 4, trong buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Hùng Ba, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tân Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, luôn làm hết sức để củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Bộ này cũng cho biết, trong thời gian tới, hai nước sẽ tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng bao gồm đối thoại chiến lược quốc phòng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và chuyến thăm chính thức Việt Nam của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc. Thưa quý vị, từ năm học 2021 đến năm 2022 tới, nhiều trường đại học công lập tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức thu học phí tăng mới, thậm chí gấp đôi hiện nay. Theo ghi nhận của báo Pháp luật, trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ năm học 2021 đến 2022, nhóm ngành y khoa, dược học đang hàm mặt có mức học phí 32 triệu đồng một năm, các ngành còn lại là 28 triệu đồng. So với năm 2020, mức thu này tăng hơn gấp đôi. Hiện học phí của trường được tính theo hai mức, những em hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 14 triệu đồng một năm, còn lại là hơn 28 triệu đồng. Bốn trường đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố mức học phí cho năm học tới, mức tăng trung bình gấp đôi hiện nay. Cụ thể, trường Đại học Công nghệ Thông tin hệ đại trà là 25 triệu đồng một năm, hệ chất lượng cao là 35 triệu đồng một năm, chương trình tiên tiến 45 triệu đồng. Năm tiếp theo, học phí ở mỗi hệ đào tạo tăng thêm 5 triệu đồng. Với trường Đại học Bách khoa, chương trình đại trà là 25 triệu đồng một năm, mức cũ khoảng 12 triệu đồng. Còn chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh là 66 triệu đồng, mức cũ là 30 triệu đồng. Hai trường còn lại là trường Đại học Kinh tế Luật và trường Đại học Quốc tế với mức học phí dự kiến mới lần lượt là 20,5 triệu đồng hệ đại trà, tăng gần 10 triệu đồng và 50 triệu đồng một năm. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Mở đầu là những cập nhật từ chính trường Mỹ. Thưa quý vị, dân biểu Cộng hòa Steve Scalise, tiểu bang Louisiana, vào ngày 14 tháng 4 đã chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris trốn tránh không đến thăm biên giới phía Nam dù là người được giao nhiệm vụ xử lý cuộc khủng hoảng người di cư. Ông nhấn mạnh, bà Harris cần phải đến biên giới để tận mắt chứng kiến hậu quả do chính sách chính quyền Biden gây ra, như tình trạng quá tải trẻ em không có người đi kèm trong các cơ sở liên bang. Ông nói trong cuộc họp báo, nếu bà ấy là phó tổng thống Hoa Kỳ và tổng thống giao bà ấy phụ trách việc này, thì phó tổng thống Harris cần phải đi xuống biên giới và tự mình chứng kiến điều này. Ông nói thêm, bởi vì khi đó, bà ấy có thể sẽ khuyến khích tổng thống Joe Biden đảo ngược các chính sách thất bại của ông ấy. Bà Harris vào hôm 14 tháng 4 trong một hội nghị bàn tròn về an ninh, thông báo sẽ đến thăm Mexico và Guatemala nhưng không đề cập tới biên giới. Trao đổi với báo chí, Harris cho biết công việc của bà là tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di cư. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki hôm 14 tháng 4 trong cuộc họp báo cho biết cuộc điện đàm của Tổng thống Joe Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là mang tính xây dựng. Bà Psaki nói, tôi sẽ nói rằng Tổng thống Biden đã có một cuộc gọi mang tính xây dựng vào ngày hôm qua. Quan hệ giữa Washington và Moscow đã leo thang gần đây sau cuộc phỏng vấn của ông Biden với đài ABC, trong đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ phải trả giá cho cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và gián tiếp gọi ông Putin là kẻ giết người. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Nga rầm rộ đưa tên lửa, xe tăng đến dọc biên giới với Ukraine, dấy lên lo ngại xung đột quân sự trong khu vực. Tiếp theo là một tin tức đáng chú ý khác. Một cuộc điều tra bí mật của Project Veritas, một tổ chức điều tra phi lợi nhuận, được công bố vào hôm 13 tháng 4, đã tiết lộ rằng Giám đốc kỹ thuật Đài CNN, Charlie Chester, thừa nhận công ty của ông tập trung vào việc loại bỏ tổng thống Donald Trump khỏi tòa Bạch ốc. Trong một đoạn video được quay bí mật, ông Chester đã đưa ra nhiều nhận xét về nhiệm vụ chính trị mang tính đảng phái và những hành vi lừa dối của CNN. Ông Chester thừa nhận rằng CNN là một công cụ thiết yếu để lật đổ cựu tổng thống Donald Trump. Ông Chester nói: "Hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm, chúng tôi đã đẩy ông Trump ra khỏi nhiệm sở." Tôi chắc chắn 100% sẽ nói ra điều này và tôi tin chắc chắn 100% là nếu không phải do CNN thì tôi sẽ không biết được ông Trump sẽ bị loại bỏ. Tôi đến với CNN vì muốn trở thành một phần trong đó. Chester thừa nhận, CNN đã mời chuyên gia y tế nhằm làm suy yếu niềm tin của công chúng đối với sức khỏe của Donald Trump thông qua lời nói bóng gió và sự suy đoán. Ông nói, tôi nghĩ tay của ông Donald Trump đang bị run rẩy hoặc đại loại như thế. Chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia y tế đến để kể một câu chuyện mang tính suy đoán rằng ông ấy bị tổn thương thần kinh, ông ấy không thích hợp để làm bất cứ điều gì. Chúng tôi đang dựng lên một câu chuyện mà không biết gì về nó. Đó là những gì mà tôi nghĩ là tuyên truyền. Chester lưu ý rằng, CNN đồng thời tìm cách giới thiệu ứng cử viên tổng thống lúc đó Joe Biden như là một người đầy sức sống và có sức khỏe tốt, bất chấp tình trạng suy giảm nhận thức và tiền sử bệnh phinh động mạch não của cựu phó tổng thống chúng tôi luôn đăng tải những bức ảnh chụp ông Biden đang chạy bộ để cho thấy ông ta rất khỏe mạnh, giống như việc bạn tô vẽ nên hình ảnh về một ông lão trẻ khỏe. Chester còn cho biết CNN có kế hoạch tập trung vào biến đổi khí hậu, một câu chuyện trong đó kể về việc con người tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch như là một yếu tố làm cho hành tinh nóng lên. Đây là điều mà CNN cần hướng đến tiếp theo sau vấn đề COVID-19. Chester nói, chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, Giống như chúng tôi đã từng tập trung vào việc đẩy ông Trump ra khỏi nhiệm sở, CNN trước đây đã tự cho mình là cái tên đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tin tức. Hãng này đã tiếp thị bản thân như một phương tiện truyền thông tin tức phi đảng phái và khách quan về mặt chính trị. Thưa quý vị, chỉ vài giờ trước khi phái đoàn Mỹ đáp chuyến bay xuống Đài Loan vào hôm 14 tháng 4, Trung Quốc thông báo họ sẽ tổ chức tập trận tên lửa 6 ngày gần eo biển Đài Loan. Đài TVBS cho biết Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 gần quần đảo Nam Phương của tỉnh Quảng Đông. Chiều hôm qua 14 tháng 4, phái đoàn không chính thức của Mỹ đã đáp máy bay xuống phi trường Tùng Sơn ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Phái đoàn Mỹ gồm cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd và các cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Richard Armitage và James Steinberg đến Đài Loan theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Họ dự kiến hội đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào sáng ngày hôm nay 15 tháng 4. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh phản đối động thái này của Mỹ, cảnh báo Washington đừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Hãng sản xuất tương cà Kagome đã trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên tham gia tẩy chay các sản phẩm từ Tân Cương, Trung Quốc bằng cách ngừng sử dụng cà chua từ khu vực này. Gần đây, sự chú ý của quốc tế đang tập trung vào bông từ Tân Cương với việc các thương hiệu thời trang toàn cầu đối mặt với sự tẩy chay từ công chúng Trung Quốc vì từng tuyên bố không sử dụng bông từ khu vực này vì lo ngại việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Hiện chỉ có Mỹ đã cấm nhập khẩu cả bông và cà chua từ Tân Cương. Tờ Nikkei trong bản tin vào hôm 14 tháng 4 cho biết, hãng Kagome, vua sốt cà chua của Nhật Bản, đã ngừng nhập khẩu cà chua, trở thành tập đoàn lớn đầu tiên ở nước này cắt đứt quan hệ vì liên quan đến vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ. Thưa quý vị, 129 công chức ở Hồng Kông hiện phải đối mặt với buộc phải nghỉ hưu vì không ký văn bản tuyên thệ trung thành với chính quyền thành phố, sau khi Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia hà khắc lên đặc khu này. Cục Công vụ Hồng Kông CSB hồi tháng 1 đã ra thông báo yêu cầu 175.000 công chức của thành phố ký một văn bản trong vòng 4 tuần. Họ có nghĩa vụ tuân thủ luật cơ bản, trung thành với chính phủ và tận tâm trong nhiệm vụ của mình. Tính đến ngày 1 tháng 4, khoảng 129 công chức đã phớt lờ, từ chối ký hoặc từ chối nộp tài liệu. Trong đó có 16 trường hợp làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Theo UDN News, hiện có 25 người đã từ chức hoặc rời nhiệm sở và một người khác đã bị cách chức. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị đến với bài bình luận có tựa đề Hơn cả mối đe dọa, Trung Quốc thu thập DNA của người Mỹ của tác giả Ping Ping Zhu được đăng trên ấn bản tiếng Anh của Epoch Times vào ngày 13 tháng 4 năm 2021. Sau đây là nội dung của bài viết. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc với tham vọng thống trị toàn cầu, hoàn toàn coi thường đạo đức và tính mạng con người. Nó đã trở thành mối đe dọa số 1 đối với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới tự do. Gián điệp Trung Quốc từ lâu đã là một mối đe dọa hiện hữu và mỗi ngày thế giới lại biết thêm về các hành vi đánh cắp thông tin của chính quyền Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới. Phát hiện gần đây nhất là Trung Quốc đã công khai và kín đáo thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, đặc biệt là DNA của người dân Mỹ. Các báo cáo chính thức đầu tiên của Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NCSC vào tháng 5 năm 2020 đã đưa ra cảnh báo rằng thế lực bên ngoài có thể thu thập, lưu trữ và khai thác thông tin sinh chắc học từ hoạt động xét nghiệm COVID. Trong bối cảnh đại dịch và bất ổn xã hội, báo cáo này không nhận được sự chú ý của giới truyền thông Hoa Kỳ, cho đến khi chương trình 60 Minutes của CBS gần đây nêu lại vấn đề này. Trong tập phát sóng vào ngày 31 tháng 1, chương trình 60 Minutes báo cáo rằng gã khổng lồ công nghệ sinh học Trung Quốc BGI đã tiếp cận ít nhất 6 tiểu bang, trong đó có Washington, New York và California để cung cấp các gói hỗ trợ xét nghiệm virus Vũ Hán, bao gồm cả việc xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm COVID, cung cấp kỹ thuật, thiết bị, thậm chí cả tài chính. Điều đáng lưu ý là tất cả những hỗ trợ này đều hoàn toàn miễn phí. Cựu lãnh đạo NCSC, Bill Evanina, nói với 60 Minutes rằng ông lo ngại các đề xuất của BGI đến mức ông đã nghi ngờ tất cả các cuộc xét nghiệm Covid của các công ty nước ngoài. Rõ ràng, Evenina có nhiều lý do chính đáng để cảm thấy lo lắng, bao gồm mối quan hệ chặt chẽ giữa BGI với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như với quân đội Trung Quốc. BGI lộ diện BGI được thành lập vào năm 1999 tại Bắc Kinh bởi Quang Jian, một nhà di truyền học người Trung Quốc, người từng là nghiên cứu viên tại một số trường đại học Hoa Kỳ từ năm 1988 đến năm 1994. Tên của công ty vào thời điểm đó là Huoda và hiện BGI vẫn đang sử dụng Huoda với tư cách là tên gọi tiếng Hoa của công ty. Trong những năm đầu thành lập, Huoda chỉ dựa vào tài trợ của chính phủ Trung Quốc và phải vật lộn để có đủ tiền để tồn tại. Cơ hội đến với công ty này khi dịch bệnh SARS tấn công Trung Quốc vào năm 2003. Huoda đã là công ty đầu tiên giải mã bộ gen của virus SARS và tạo ra một công cụ phát hiện virus SARS. Điều này đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối năm đó, Huada được Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép thành lập học viện và trở thành Viện Gen Bắc Kinh, viết tắt là BGI. Thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, đó là cách mà công ty này có tên BGI được biết đến bên ngoài Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, BGI đã nuôi dưỡng một nền văn hóa công ty theo chủ nghĩa dân tộc và lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Wang Jian từng nói với Founder Magazine rằng các bức tường của công ty được treo những khẩu hiệu như Trung thành phụng sự tổ quốc, trong hồ sơ xin tài trợ 800 triệu nhân dân tệ, tức là 122,2 triệu đô la từ chính phủ Trung Quốc. Wang viết rằng, tôi xin nguyện đấu tranh cho các kế hoạch thiên niên kỷ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Và mục đích của dự án xin tài trợ là để ngăn chặn kẻ thù nước ngoài phát minh ra vũ khí di truyền chống lại Trung Quốc. Wang giải thích với người phỏng vấn rằng, ông không thể thay đổi hoặc xóa cụm từ vũ khí di truyền trong hồ sơ xin tài trợ vì nó hấp dẫn các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc. BGI đã bắt đầu được quốc tế biết tới vào năm 2010, nhưng không phải vì các thành tựu khoa học mà là nhờ việc công ty này đã mua 128 hệ thống giải trình tự gen từ hãng sản xuất Illumina của Mỹ bằng khoản vay 90 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Đây là đơn hàng lớn nhất của công ty này về các sản phẩm giải trình tự gen. Kể từ đó, với sự trợ giúp của máy móc và dịch vụ công nghệ của Mỹ cùng với nhân công rẻ và hỗ trợ của chính phủ, BGI nhanh chóng trở thành nhà máy giải mã DNA tầm cỡ thế giới và chiếm hơn một nửa công suất giải mã gen thế giới. Năm 2012, BGI mua lại Complete Genomics, một công ty sản xuất thiết bị và giải mã DNA. Khoản tài chính 117,6 triệu đô la cho thương vụ này được BGI huy động từ các khoản đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc. Trong khi đó, các quỹ đầu tư mạo hiểm này lại do con ông cháu cha của các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu và kiểm soát. Cũng trong năm đó, Giám đốc điều hành Illumina Jay Flatley nói với New York Times rằng vụ mua bán của BGI sẽ cho phép chính phủ Trung Quốc rót quỹ để thúc đẩy công nghệ tiến về phía trước với vận tốc mà không công ty Mỹ nào có thể sánh kịp, vì chúng ta không có quyền tiếp cận với các nguồn tài trợ như vậy. Illumina đã cố gắng ngăn chặn thỏa thuận này bằng cách đưa ra mức giá cao hơn, nhưng đã bị từ chối do lo ngại về chống độc quyền. Công ty này cũng đã vận động Quốc hội để nêu ra những lo ngại nhưng không nhận được nhiều phản hồi. Trong ngành chăm sóc sức khỏe, Hoa Kỳ đã mất thị trường và việc làm vào tay Trung Quốc từ rất lâu trước khi đại dịch xảy ra. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tác giả Rosemary Gibson đã cảnh báo về sự độc quyền của Trung Quốc trên thị trường thuốc gốc của Mỹ trong cuốn sách năm 2018 của bà mang tên Đơn thuốc Trung Quốc: Vạch trần rủi ro do sự lệ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc về dược phẩm. Bà Gibson viết, trong những năm 1990, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản đã sản xuất 90% nguồn cung toàn cầu cho các thành phần chính của các loại thuốc và vitamin trên thế giới. Dữ liệu ngành tiết lộ rằng các công ty Trung Quốc đã thành lập một hiệp hội cạnh tranh, thông đồng để bán sản phẩm trên thị trường toàn cầu với giá thấp hơn thị trường và khiến tất cả các nhà sản xuất Mỹ, châu Âu và Ấn Độ phải phá sản. Kết quả là, các công ty dược phẩm Trung Quốc hiện đã chiếm được 97% thị trường thuốc kháng sinh ở Mỹ và hơn 90% thị trường vitamin C. Mỹ đã đóng cửa nhà máy penicillin cuối cùng vào năm 2004. Cơn khát của ngành y tế được cảm nhận rất rõ ràng vào thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát. Khi thế giới tăng vọt nhu cầu về khẩu trang, người Mỹ nhận ra rằng 95% nguồn cung cấp khẩu trang của họ được sản xuất ở nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc. Và Trung Quốc đã chiếm giữ những chiếc khẩu trang cho riêng mình. Sự thiếu hụt khẩu trang đã được sử dụng để chống lại Hoa Kỳ khi vào tháng 3 năm 2020. Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đe dọa sẽ cấm xuất khẩu vật tư y tế sang Hoa Kỳ như một hành động trả đũa cho lệnh cấm đi lại của chính quyền Trump và giúp công dân Mỹ ở Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ. Bài báo của Tân Hoa xã còn cho biết, khi nói về điều này, Hoa Kỳ sẽ chết chìm trong đại dương virus Corona. BGI có công nghệ, năng lực, tiền và kinh nghiệm, nó đang nhanh chóng mở rộng hoạt động của mình trên toàn cầu. Trên trang web của mình, BGI cho biết nó hoạt động kinh doanh tại hơn 100 quốc gia và khu vực có 11 văn phòng và phòng thí nghiệm tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo năm 2019, từ ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ Trung (USCC, BGI) đã hình thành nhiều mối quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ giải trình tự gen quy mô lớn nhằm hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu y tế. Rõ ràng, BGI coi COVID-19 là một cơ hội hoàn hảo để tăng cường tác động của mình tại Hoa Kỳ. Trong một bức thư gửi đến thống đốc bang Washington, Jay Inslee, ông Vương Kiện Lâm đề cập đến việc BGI đã tặng các sản phẩm cho Đại học Washington và đề nghị tặng thêm khi sản phẩm của họ nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Điều này cho thấy, BGI đang hy vọng những điều kiện có lợi mà họ cung cấp sẽ giúp họ được chấp thuận nhanh hơn hoặc dễ dàng hơn, hoặc mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh theo cách nào đó. BGI đặt ra một mối đe dọa lớn bởi vì nó không chỉ bán sản phẩm mà còn thu thập DNA, thông tin thuộc diện độc nhất và mang tính cá nhân nhất của mọi người. Nhiều người trong cộng đồng công nghệ sinh học và chính phủ đã bày tỏ lo ngại với việc Trung Quốc tiếp cận dữ liệu DNA của Mỹ, chủ yếu vì ba lý do sau. Thứ nhất, trong cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes, ông Ivanina đã thảo luận về kịch bản rất có thể xảy ra. Trong đó, các công ty Trung Quốc có thể nhằm mục tiêu vi mô nào đó vào các cá nhân Mỹ và đưa ra các giải pháp chăm sóc sức khỏe phòng ngừa tùy chỉnh dựa trên DNA của họ. Ông Ivanina hỏi, Người dân chúng ta có muốn một quốc gia khác dỡ bỏ dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nước Mỹ một cách có hệ thống không? Chúng ta có chấp nhận điều đó với tư cách là một quốc gia không? Mối lo ngại thứ hai là Trung Quốc có thể sử dụng DNA để theo dõi và tấn công các cá nhân Mỹ. Như báo cáo của USCC viết, Trung Quốc có thể nhắm vào các điểm yếu của những cá nhân cụ thể được phát hiện bởi dữ liệu bộ gen hoặc hồ sơ sức khỏe. Các cá nhân bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công này có thể là những người được xác định một cách có chiến lược như các nhà ngoại giao, chính trị gia, quan chức cấp cao của liên bang hoặc lãnh đạo quân đội. Tiến sĩ Stephen Mosher, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số PRI Hoa Kỳ, tin rằng đây là một kịch bản rất có thể xảy ra. Mối lo ngại thứ ba là Trung Quốc có thể phát triển vũ khí sinh học để nhắm vào những người không phải là người châu Á. Ông Mosher mô tả điều này trong bài báo giả định có tiêu đề Trung Quốc sẽ làm gì với DNA của bạn? Ông viết, chúng ta biết rằng Bộ gen của người châu Á khác biệt về mặt di truyền với người da trắng và người châu Phi theo nhiều cách. Ông đặt câu hỏi rằng, liệu có thể chế tạo ra một phiên bản độc hại của bệnh đậu mùa, dễ lây truyền, gây tử vong cho các chủng tộc khác, nhưng người Trung Quốc lại có khả năng miễn dịch tự nhiên không? Và câu trả lời của Tiến sĩ Moser là: Với khả năng điều khiển bộ gen hiện tại của chúng ta, nếu một vũ khí sinh học như vậy có thể tưởng tượng được, thì nó có thể thực hiện được nếu được cung cấp đủ thời gian và nguồn lực. Mặc dù về mặt kỹ thuật để chế tạo ra một vũ khí sinh học như vậy là một thách thức và cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy loại vũ khí như vậy có thể được tạo ra. Nhưng nếu điều này xảy ra thì hậu quả là quá thảm khốc. Thu hoạch nội tạng. Có một lý do khác mà hầu hết người Mỹ thậm chí không biết. Đây có thể là động lực mạnh mẽ và thực tế nhất để chính quyền Trung Quốc thu thập DNA trong và ngoài nước. Lý do này độc ác đến mức khó tin, nhưng tội ác này đã xảy ra hơn hai thập kỷ và vẫn đang tiếp diễn đó là cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Trung Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu DNA của mình vào năm 1999 thông qua hệ thống an ninh công cộng. Khi Ủy ban Thống kê Quốc gia phê duyệt dự án, cơ sở dữ liệu DNA tội phạm do Viện Pháp y và Khoa học thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc chủ trì. Thời điểm này, chung với thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu có bức hại quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công và bắt đầu cưỡng bức mổ cướp nội tạng trên toàn quốc từ các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù cũng như các tù nhân lương tâm khác. Kể từ đó, Trung Quốc đã mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu DNA của mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Vào năm 2003, ngành an ninh Trung Quốc chỉ có dưới 100.000 hồ sơ DNA, nhưng sau khi phát động một chiến dịch lớn nhằm thu thập DNA trên toàn quốc thì vào năm 2018, cơ sở dữ liệu DNA của họ đã tăng lên 70 triệu hồ sơ. Hãy so sánh với hệ thống cơ sở dữ liệu DNA của FBI CODIS. Hệ thống CODIS được thành lập trước hệ thống dữ liệu DNA của Trung Quốc một thập kỷ. Nhưng tính đến tháng 9 năm 2020, hệ thống này chỉ có khoảng 19 triệu hồ sơ. Ngày nay, cơ sở dữ liệu DNA quốc gia không phải là hiếm trên thế giới và thường được sử dụng cho các mục đích pháp lý và đạo đức. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng internet, viễn thông và các công nghệ khác cho mục đích xấu xa và cơ sở dữ liệu DNA của nó cũng không ngoại trừ. Trong báo cáo năm 2019 về tự do tôn giáo quốc tế và Trung Quốc, Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời tổ chức phi chính phủ Liên minh Quốc tế về chấm dứt lạm dụng cấy ghép, kết luận rằng cưỡng bức mổ cấp nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên pháp luân công có thể là nguồn cung cấp nội tạng chính. Theo nhiều nguồn tin, các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc bắt đầu tăng vọt vào khoảng năm 2000. Thời gian gần đây, Trung Quốc tiến hành hơn 10.000 ca ghép tạng mỗi năm, phần lớn là ghép các nội tạng quan trọng như gan và phổi. Nếu đi ghép tạng ở Trung Quốc, bệnh nhân sẽ chỉ phải chờ trung bình từ 2 đến 4 tuần để tìm được nội tạng phù hợp. Trong khi ở các nước khác trên thế giới, thời gian chờ đợi trung bình có thể lên tới khoảng 3 năm. Việc cơ sở dữ liệu DNA và cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đồng thời phát triển không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, hàng triệu học viên đã bị giam giữ trong các trại lao động và nhà tù. Khi bị giam giữ, các học viên Pháp Luân Công luôn bị ép làm xét nghiệm máu và nội tạng trong khi các tù nhân khác thì không. Hơn nữa, việc thu thập DNA không chỉ giới hạn ở các nhà tù và trại lao động. Đã có nhiều báo cáo về việc cảnh sát cưỡng bức thu thập DNA tại nhà của các học viên Pháp Luân Công. Trong một báo cáo, ba nhân viên an ninh công cộng đã đột nhập vào nhà của bà Yang Guchu, 64 tuổi, một nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu và yêu cầu lấy mẫu máu của bà để xét nghiệm DNA. Khi bị bà từ chối, ba người đàn ông đã dùng vũ lực giữ bà lại và lấy máu của bà các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ cũng là nạn nhân của nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã phát động một số chiến dịch nhằm thu thập DNA của người Duy Ngô Nhĩ cùng các dữ liệu sinh chắc học khác. Tân Hoa Xã đưa tin, kể từ năm 2016, mọi người dân Tân Cương từ 12 đến 65 tuổi buộc phải giao nộp mẫu DNA, quét võng mạc và lấy dấu vân tay theo một chương trình mà chính quyền gọi là khám sức khỏe miễn phí. Kể từ cuối năm 2019, Trung Quốc đã thu thập DNA từ những cư dân thông thường. Cảnh sát có mặt tại các trường học, làng mạc và khu dân cư để thu thập mẫu DNA và các thông tin khác. Và người dân không có quyền từ chối. Những hành động như vậy không được chấp nhận ở các quốc gia khác. Một số quốc gia đã cấm lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ DNA để bảo vệ quyền riêng tư và quyền con người của công dân. Mặc dù thế giới vẫn chưa biết tất cả những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm hoặc đang lên kế hoạch làm với cơ sở dữ liệu DNA khổng lồ mà họ xây dựng trong hai thập kỷ qua, nhưng chắc chắn rằng một chế độ độc tài với tội ác chống lại loài người trồng chất như vậy không nên được tin tưởng. Cho đến nay, không có hạn chế chính thức nào đối với việc bán các công ty công nghệ sinh học, công nghệ và thiết bị của Hoa Kỳ cho Trung Quốc, cũng như việc xét nghiệm DNA của Hoa Kỳ ở Trung Quốc, hay chuyển giao thông tin bộ gen người dân của Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Đã đến lúc, chính phủ Mỹ và các nhà lập pháp phải nhìn nhận sâu sắc hơn về vấn đề này trước khi nước Mỹ phải gánh chịu nguy hiểm. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 15 tháng 4 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.